hiếu dưỡng, phục mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm, bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng, phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm, bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng, phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm, bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng, phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm, bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng, phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm. Hiếu dưỡng, phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm, bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng, phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm, bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập
thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm. Hiếu dưỡng phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là
thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A-di-đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vạn sanh hiếu dưỡng phục mẫu, phục sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phục sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A-di-đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vạn sanh hiếu dưỡng phục mẫu, phục sự sư trưởng, từ tâm hiếu dưỡng phục mẫu, phục sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A-di-đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vạn sanh hiếu dưỡng phục mẫu, phục sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A-di-đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vạn sanh hiếu dưỡng phục mẫu, phục sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A-di-đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vạn sanh hiếu dưỡng phục mẫu, phục sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn
hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm. Bất sát tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm. Bất sát tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm. Bất sát tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm. Bất sát tu tập thiện nghiệp, nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A Di Đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự